Xin chào các bạn nhé. Hiện tại thì trên tay Tùng đang cầm một chiếc Honeycam của Sony. Thì con này có chất lượng quay phim sale là rất cao. Thì hiện tại thì Tùng đang ở trên đường phố Hà Nội và buổi tối Tùng sẽ test trực tiếp chất lượng quay phim tối cho mọi người xem. Và tiếp theo quay phim để chế độ auto tất thì Tùng sẽ test night shot để cho mọi người trải nghiệm. Và sau khi clip test kết thúc thì Tùng sẽ review chiếc Honeycam của Sony này có chất lượng quay phim cao cấp này. Mọi người nhớ đăng ký kênh để ủng hộ Tùng và nhấn chuông thông báo để nhận tất cả các clip của Tùng lên cho mọi người tham khảo nhé. Và bây giờ thì Tùng sẽ cầm trên tay và Tùng sẽ vừa đi vừa quay mọi người nhé. Rất mịn màng. Để Tùng thao tác zoom để test zoom cho mọi người xem nhé, test zoom vào buổi tối cho mọi người xem nhé. Giờ Tùng sẽ chọn một điểm để Tùng có thể là test zoom cho mọi người. Và sau đây thì Tùng sẽ chuyển luôn phần night shot cho mọi người xem nhé, quay phim đêm đó. Bắt đầu Tùng chuyển phần night shot. Về phần night shot này thì Tùng cũng nói qua về ở clip của con Sony HDR-SR11 thì cái night shot này cho chúng ta là quay phim ban đêm và ở vị trí gần, ví dụ như là chúng ta review một cái gì đó ban đêm buổi tối mà chúng ta không có ánh sáng thì chúng ta có thể sử dụng chế độ night shot này để chúng ta quay. Ví dụ Tùng sẽ quay vào bất kể chỗ nào vào buổi tối thì nó sẽ chuyển xanh lơ như vậy, chúng ta sẽ dễ xem hơn. Đấy, như mọi người thấy, đây là phần night shot. Và các bạn nhớ xem Tùng review xem chiếc máy quay này là máy quay mã gì mọi người nhé. Và bây giờ thì Tùng sẽ thao tác là test clip quay phim ban ngày của con Sony HDR-PG710 chất lượng cao cấp cho mọi người tham khảo nhé, mọi người trải nghiệm nhé. Thì hôm nay thì thời tiết Hà Nội thì nó như đài báo thì nó nhiều mây mưa thì thời tiết nó không được đẹp, ánh sáng thì nó cũng vừa đủ thôi. Tùng sẽ test cho mọi người thấy chức năng zoom. Đó.
về nét cực tốt mọi người nhé, rất nhanh. Đó, như mọi người thấy. Con này chống rung rất tốt mọi người nhé. Đây, như mọi người thấy, chất lượng hình ảnh. Vâng, vừa rồi thì mọi người cũng đã được xem clip Tùng test của con Sony Honeycomb. Mà Tùng muốn nói đến cái model mới mà Tùng mới làm, tức là không phải là model của Sony mới ra, mà tức là so với Tùng thì Tùng mới làm con này. Tùng vừa rồi thì Tùng test quay phim ban đêm và test quay phim ở chế độ night shot. Thì bây giờ thì Tùng sẽ giới thiệu cho mọi người về con Sony Honeycomb. Và trước khi giới thiệu thì Tùng cũng rất mong là mọi người sẽ ủng hộ Tùng, đăng ký ủng hộ kênh của Tùng và nhấn chuông thông báo để nhận theo dõi tất cả các clip mà Tùng lên cho mọi người trải nghiệm về các dòng máy quay phim siêu zoom hoặc là zoom thấp của Sony và Panasonic. Mọi người lưu ý nhé. Bây giờ thì Tùng sẽ đặt ra hai công thức như thế này. Ví dụ về dòng siêu cả hai dòng Sony và Panasonic, giữa siêu zoom và zoom thấp, thì ở đây Tùng muốn phân tích cho mọi người hiểu để mọi người có thể lựa chọn với một chiếc máy phù hợp với công việc của mình. Giữa dòng siêu zoom và dòng zoom thấp thì hai này chênh lệch zoom nhau là khá nhiều, nhưng bù lại về chất lượng thì cũng chênh lệch nhau rất nhiều. Ví dụ dòng siêu zoom thì nó sẽ hỗ trợ cho chúng ta là zoom xa, đó, cho chúng ta là zoom rất xa. Nhưng ngược lại thì chất lượng nó sẽ rất rất thấp. Tức là gì? Tức là zoom xa thì chất lượng nó rất thấp, bởi vì đấy là cấu tạo của ống kính. Và tiếp đến là dòng zoom thấp thì bù lại, khi nhà sản xuất ra một con máy có zoom là rất thấp thì nó sẽ bù lại về chất lượng hình ảnh là rất cao. Đó, nên là Tùng phân tích cho mọi người giữa dòng siêu zoom và dòng zoom thấp về chất lượng hình ảnh, để cho mọi người có thể là lựa chọn dễ nhất để phù hợp với công việc của chúng ta muốn sử dụng. Và Tùng hiện tại thì Tùng cũng có sẵn rất nhiều modem của Sony và Panasonic, hàng siêu zoom và hàng zoom thấp. Thì hàng siêu zoom về của Sony thì Tùng hiện tại Tùng có các mã như là CX330 Wi-Fi và CX440 Wi-Fi.
PG440 wifi và máy chiếu. Đó, PG440 tích hợp wifi và máy chiếu. Và PG540 tích hợp wifi và máy chiếu, cấu hình cao cấp là ống kính chống rung 5 là chống rung 50, ống kính mắt liếc. Và một dòng nữa là dòng CX535, thì dòng CX535 này đây, cùng giới thiệu luôn dòng CX535 này thì nó cũng có chất lượng chống rung 50 và ống kính mắt liếc. Đó, nhưng mà dòng này nó sẽ khác ở dòng cao cấp khác là nó con này nó không tích hợp wifi. Thì con này chỉ phù hợp với những người nào mà thứ nhất là chúng ta chịu khó là chúng ta chuyển dữ liệu từ máy quay sang điện thoại qua đường truyền cáp. Đó, Tùng sẽ tặng kèm cáp OTG để mọi người có thể là kết nối máy quay với điện thoại chạy hệ điều hành Android để chúng ta có thể sao chép clip, hoặc là chúng ta có thể dùng qua máy tính để lấy dữ liệu từ chiếc máy quay CX535 này. Cấu hình thì cao, rất là cao cấp, nhưng mà nó hạn chế là nó không tích hợp wifi mọi người nhé. Đó, và dòng Panasonic thì hiện tại là Tùng có Panasonic HCV550. Đây, ví dụ Tùng ví dụ đây là một con Panasonic HCV50M. Mã này là mã M, là mã của Nhật, máy của Nhật mọi người nhé. Thì con này được tích hợp với màn hình cảm ứng là 3 inch này. Đấy, V550 này, màn hình cảm ứng là 3 inch này. Đó, siêu zoom, có zoom quang học là 50x và zoom mở rộng rõ nét là 90x. Đó, ống kính góc rộng 28mm và nắp bảo vệ ống kính là đóng mở tự động. Con này là có độ phân giải chụp ảnh tĩnh là 10.0 megapixel và được tích hợp wifi. Mã M của Nhật này thì nó sẽ khác mã Mỹ của V550. Ví dụ như là mã máy của Mỹ thì nó chỉ có HCV550, còn máy của Nhật thì nó sẽ có là HCV550M. Chữ M này được tích hợp để đánh dấu cho chúng ta là con này được tích hợp với bộ nhớ trong. Thì bộ nhớ trong của con này là 32GB. Đó, con này là tích hợp màn hình 3 inch cảm ứng mọi người nhé, zoom rất sang. Và Panasonic thì Tùng có thêm dòng cao cấp, đó là VK580 và VK570M và VK580M của Nhật, tích hợp bộ nhớ trong 32GB kèm khe cắm thẻ nhớ SD. Thì tất cả các máy bán ra thì Tùng sẽ kèm đầy đủ phụ kiện cho mọi người, đặc biệt là Tùng có ship COD toàn quốc. Mọi người được nhận hàng, kiểm tra xong thì thanh toán, Tùng bao lỗi đổi trả trong vòng 10 ngày. Đó, bây giờ Tùng sẽ bao lỗi đổi trả cho mọi người trong vòng 10 ngày và bảo hành 6 tháng cho mọi người sử dụng. Hiện tại thì chúng ta đang bị ảnh hưởng rất lớn của đại dịch Covid-19. Thì Tùng sẽ hỗ trợ cho mọi người và Tùng sẽ giảm giá. Tức là Tùng sẽ hỗ trợ giảm giá cho mọi người khi mua sản phẩm của Tùng. Đó, và chế độ bảo hành thì Tùng vẫn sẽ giữ nguyên chế độ bảo hành như vậy. Và Tùng cũng rất cảm ơn mọi người đã trong thời gian qua là đã ủng hộ Tùng rất nhiều. Và ngay sau đây thì Tùng sẽ review, giới thiệu sơ qua về chiếc máy quay mà Tùng đang cầm trên tay này. Tùng xin giới thiệu là con máy quay này là máy quay Sony Hanicam, mã là modem là HDR PG710V. Đây, như mọi người đã thấy đó, PG710V này. Đó, PG710V. Thì để Tùng giới thiệu sơ qua về thiết kế bên ngoài, con này được thiết kế với hình thức là rất chắc chắn và có trọng lượng cũng tương đối nặng. Máy thì cũng khá to. Con này được thiết kế về ống kính là có kích thước ống kính là 52mm. Đó, chúng ta có thể là sử dụng các ví dụ như là UV này. Đấy, hoặc là chúng ta có thể là dùng loa chống nắng này, là có kích thước là 52mm. Và con này được thiết kế với nắp ống kính là tự động đóng mở. Và phía trước ống kính thì có đèn IR để chúng ta có thể là kết nối điều khiển remote từ xa. Và bên cạnh ống kính như Tùng đang chỉ đây là vòng xoay manual
phòng xoay manuel này là có để chúng ta có thể là chỉnh thủ công tự động bằng tay. Ở giữa chúng ta sẽ có phím, đây, phím ấn này đó, ấn khi chúng ta ấn tịt vào thì nó sẽ lên hiện lên bảng điều chỉnh để chúng ta chọn lựa là xem khi chúng ta xoay là chúng ta chỉnh cái gì, và khi chúng ta xoay chỉnh được rồi thì chúng ta ấn vào giữa để chọn. Đó, đây là vòng xoay đa năng, chúng ta có thể là chỉnh thủ công qua cái vòng xoay này, rất tiện lợi cho những người quay phim làm vlog. Thì con này được sử dụng với ống kính là KZ, có zoom quang học là 10x và zoom mở rộng rõ nét là 17x. Thì con này được tích hợp thêm mic thu âm là 5.1, đây là khu vực mic máy, và tích hợp thêm là đèn light này, chúng ta là hỗ trợ chúng ta quay phim đêm, quay phim buổi tối đó. Con này được thiết kế với ống kính chống rung là Blanco Optical Standby Shot, tức là thường những cái máy tích hợp chống rung quang học thì nó chỉ có là Optical Standby Shot đó, tức là chống rung ống kính là ống kính chết, ống kính cố định thì nó sẽ chỉ là Optical Standby Shot, tức là chống rung quang học. Nhưng ở đây con này là hàng cao cấp chống rung 50 ống kính mắt liếc đó, ống kính mắt liếc thì nó sẽ có thêm chữ Blanco này mọi người nhé. Con PZ710 này thì mã là mã PZ nên nó sẽ tích hợp thêm máy chiếu đó, con này sẽ tích hợp được thêm máy chiếu, và con này có độ phân giải chụp ảnh tĩnh là 24.1 megapixel, và quay phim ở độ phân giải là hơn 6.0 megapixel. Thì con này là có chất lượng quay phim là rất đẹp mọi người nhé. Đó, ở vị trí trên đây là khu vực mic thu âm 5.1, và đây là vị trí gắn mic rời hoặc đèn flash hoặc mic phỏng vấn. Đây là phím zoom, tăng zoom và giảm zoom, và đây là phím chụp ảnh. Ở đây thì chúng ta có thanh chỉnh focus máy chiếu đó, đây là thanh chỉnh focus máy chiếu. Ở bên sườn máy, sườn phải máy, chúng ta có tay đeo này, cáp USB tích hợp này, cáp này chúng ta có thể là sạc máy là một này đó, cáp này cho chúng ta hỗ trợ là sạc máy qua USB, một là sạc máy, hai là kết nối với máy tính để lấy dữ liệu. Và ở đây chúng ta có con PZ710 này sẽ tích hợp được mic in 3.5, audio out 3.5 và AVR. AVR này thì chúng ta có thể là xuất ra cổng AVR này từ sang rắc hoa sen để cắm vào TV đời thường hoặc TV đời mới bây giờ, qua kết nối là rắc hoa sen để chúng ta xem trên TV, hoặc bây giờ những con máy này thì nó có HDMI rồi, và TV đời mới chúng ta cũng có HDMI thì thường dùng 100 hầu như là chúng ta không sử dụng được cái cổng AVR này đó. Ở đây là cổng DC in, cổng sạc adapter, bộ sạc adapter sạc dây, và đây là phím quay, quay phim start stop. Đây là đèn CHG, đèn báo sạc, khi chúng ta sạc thì đèn này sẽ vàng, báo vàng, màu vàng, khi đầy nó sẽ ngắt màu vàng, sẽ ngắt đèn đi không sáng nữa, và khi chúng ta hoạt động máy thì đèn sẽ trở lên màu xanh. Và ở đây chúng ta có phím mode, phím mode chuyển đổi chế độ từ quay phim sang chụp ảnh, từ chụp ảnh sang quay phim. Và đèn báo chế độ bên trên là đèn báo đang ở chế độ quay phim, và bên dưới là đèn đang báo ở chế độ chụp ảnh đấy, như mọi người thấy. Và con này được sử dụng với pin FV, chúng ta có thể nâng cấp lên pin dung lượng lớn. Đây ví dụ như tùng đây, đây là quả FV100 này, còn đây là quả FV50 này. Đây, đây là quả FV100, chúng ta có thể là nâng cấp lên pin dung lượng lớn được. Vậy là bên ngoài hết, không còn gì nữa. Và sau đây thì Tùng sẽ khởi động máy. Ở bên trong sườn màn hình, ở bên trong sườn màn hình thì chúng ta sẽ có các phím bấm như sau. Ví dụ đây là phím night shot, khi chúng ta quay phim đêm, ví dụ như là bắt ếch, bắt treo các thứ, chúng ta mà đi săn ban đêm ấy, hoặc là chúng ta muốn quay phim đêm ấy, thì thường thường là bóng tối, quay phim đêm là chúng ta sẽ không nhìn thấy gì. Thì sau đó thì chúng ta muốn quay phim được, chúng ta sẽ chuyển sang chế độ night shot. Night shot thì máy sẽ chuyển sang chế độ là quay phim đêm. Đó, chúng ta có thể quay phim được ban đêm. Light là đèn,
Chúng ta ở phím Rai này thì chúng ta sẽ có 3 chế độ. Một là auto đèn, đèn đây mọi người nhé, đèn quay phim này. Một là chế độ auto. Hai là chế độ bật on. Ba là chế độ tắt off. Đó. Phím thứ ba là phím bộ sưu tập. Khi chúng ta ấn vào đây sẽ chuyển về bộ sưu tập. Và khi chúng ta ấn vào đây chúng ta sẽ chuyển ra màn hình quay. Và phím project, phím sử dụng máy chiếu. Đây phím xanh này mọi người nhé, phím project. Khi chúng ta muốn sử dụng project thì chúng ta sẽ ấn vào đấy. Và chúng ta sẽ chọn trên màn hình. Và máy chiếu sẽ ra. Đây như mọi người thấy. Đó. Và ở đây chúng ta có phím power, phím mở nguồn, tắt mở. Và ở đây chúng ta sẽ có 3 cổng kết nối. Một là cổng HDMI. Đây là cổng mini HDMI mọi người nhé. Đó. Thứ hai là cổng USB, kết nối USB sang máy tính lấy dữ liệu. Thứ ba là cổng thẻ SD. Con này được sử dụng với thẻ SD. Và đây là phím ấn reset. Khi chúng ta muốn reset thì chúng ta có thể lấy cây tăm, chúng ta chọc vào đây, máy sẽ reset lại tự động. Và con này thì được, con này là bản của Mỹ mọi người nhé. Không phải bản của Mỹ, mình xin lỗi, con này là hàng xuất của Nhật. Đấy, hàng Nhật nhưng mà hàng xuất đây mọi người nhé. Made in Japan này. Đó, hàng Nhật xuất mọi người nhé. Đời những đời máy cao cấp này thì là nó sẽ có mang tên là Made in Japan. Đó, còn những đời máy mới ví dụ như là con CX330 này, đấy, Mini 9A này, con PZ440 này, hàng Nhật, PZ540 hàng Nhật này. Hàng Nhật này, Made in China này. Đây hàng Nhật như lưu hành nội bộ mọi người nhé. Con này sẽ có giao diện nguyên tiếng Nhật. Đấy là con PZ440. Đó, hoặc là con PZ440 này. Hàng Mỹ này, cũng Made in China này. Đó. Ví dụ con 55535 hàng sách tay Nhật lưu hành nội bộ, cũng Made in China này mọi người này. Đấy nên mọi người là đừng có thắc mắc về Made in gì cả. Đấy, chắc chắn là sẽ không bao giờ là có Made in USA hoặc là Made in Việt Nam cả. Đấy nên là mọi người đừng thắc mắc cái vấn đề đó mọi người nhé. Và trong đây thì đây là giao diện của con PZ710. Cũng như các máy khác thì con PZ710 này thì nó sẽ hiển thị như bình thường màn hình cảm ứng 3 inch. Đó, con này màn hình cảm ứng 3 inch và tích hợp loa trên màn hình. Đây mọi người nhé. Tích hợp loa trên màn hình này. Đó. Giao diện tiếng Anh nên rất thân thiện cho chúng ta khi sử dụng. Thật ra thì máy quay thì cũng không có gì khó sử dụng cả. Đấy, nhiều người thì người ta dùng có thể là quen quen rồi, người ta không quan trọng tiếng. Quan trọng là chất máy, chứ không quan trọng ngôn ngữ. Ngôn ngữ chúng ta dùng vài lần là chúng ta sẽ quen. Đó. Như Tùng bây giờ thì thật ra thì tiếng Anh hay tiếng Nhật thì Tùng cũng chả biết cái gì cả. Tùng cũng chả thuộc cái gì đâu, chả biết chữ tiếng nào đâu. Đấy, Tùng chỉ biết tiếng nhẹ đẻ thôi, nhưng mà khi Tùng sử dụng nhiều thì Tùng sẽ rất quen với các ngôn ngữ, kể cả Anh hay Nhật. Chúng ta sẽ nhận diện bằng các icon. Đó, chúng ta sẽ nhận diện bằng các icon hiển thị. Đó. Ở trên màn hình giao diện ở con này cũng có 6 mục, ví dụ như là shooting mode, chuyển chế độ, camera mic, cài đặt quay phim, mic, chụp ảnh. Đấy. Và cài đặt các tác chức năng khác. IMG quality size, đây là độ phân giải. Đấy. Chuyển chế độ phân giải. Playback function, xem lại, edit copy, sao chép. Đấy. Xóa, sao chép, project. Setup là một cài đặt. Ví dụ như chúng ta có thể là cài đặt ngôn ngữ, cài đặt thời gian, hoặc cài đặt bộ nhớ, kết nối USB, hoặc là chúng ta ngày giờ, ngày tháng. Chúng ta sẽ vào đây cài đặt tất ở đây. Đấy, như mọi người thấy. Language setting. Đó, đây là language setting. Sẽ có vài thứ tiếng như thế này. Con này được tích hợp với bộ nhớ trong là bao nhiêu ghi nhỉ, để Tùng xem nhé. Tùng check cái là ra ngay nhé. Tùng sẽ check cái bộ nhớ của con này xem là con này có tích hợp bộ nhớ trong bao nhiêu ghi mọi người nhé. 2:16 PS. Con này được tích hợp với bộ nhớ trong là 32 GB.
Media Info bộ nhớ trong FX2G40 FHHQLP 11 giờ. À, con này được tích hợp với bộ nhớ trong là 64 GB PS2G, không, 32 GB thôi mọi người ạ. Đó, con này tích hợp với bộ nhớ trong là 32 GB. Con này không có chức năng quay phim đua video rec. Chúng ta chỉ có chức năng là HD quality và STD quality chất lượng thấp. Con này là đây, chất lượng này là chất lượng Full HD mọi người nhé. Đó, con này không có quay ở chế độ định dạng là MP4, nhưng mà chất lượng con này thì tuyệt vời mọi người nhé. Chất lượng con này thì cực tốt. Con này thì Tùng nói luôn là sẽ phù hợp với những người quay phim vlog, làm chương trình, làm máy nhỏ, máy phụ, làm YouTube hoặc là review các sản phẩm livestream. Đó, con này rất phù hợp, chất lượng quay phim là rất cao. Thì thật ra thì ngoài thị trường hiện tại thì giá của con PG 710 này ở ngoài quán thì sẽ có giá khoảng 8 triệu đến trên 8 triệu, nhưng Tùng thì Tùng nói luôn là Tùng sẽ không bán đến giá đấy mọi người nhé. Tùng sẽ bán giá thấp hơn giá ngoài quán hiện tại. Thì mọi người nào cần thì cứ inbox vào Zalo, Facebook cho Tùng. Số điện thoại của Tùng là 0868238232, đó là số chính của Tùng cũng như là số Zalo của Tùng. Và nick Facebook của Tùng là nick tên nick Facebook là Phương Thúy, và có hình ảnh đại diện màu đen, có vài dòng chữ ở giữa ảnh đại diện. Đó, mọi người có thể là check trên Facebook, là tìm qua số điện thoại của Tùng nó sẽ ra Facebook của Tùng, hoặc là check luôn qua Zalo của Tùng. Thì mọi người nào cần thì Tùng sẽ chuyển hình ảnh trực tiếp của con PG 710 này cho mọi người xem chi tiết hình ảnh, và Tùng sẽ chuyển máy, mọi người nhận kiểm tra xong thì thanh toán, Tùng bao lỗi đổi trả trong vòng 10 ngày và bảo hành 6 tháng kèm đủ phụ kiện cho mọi người sử dụng, pin sạc, cáp, túi. Đó, và tặng kèm thêm một cái thẻ nhớ 64 GB riêng con này. Tùng sẽ tặng kèm thêm một thẻ nhớ 64 GB và túi là kèm thứ chống sốc cho mọi người nhé. Đấy, mọi người cần những cái inbox và Zalo, Facebook cho Tùng nhé. Sau đây Tùng xin cảm ơn mọi người đã theo dõi clip của Tùng, và hẹn gặp lại mọi người trong các video tiếp theo. Và kế tiếp sau video này thì Tùng sẽ lên một review cho mọi người về một con Panasonic. Cái con này là cũng là thuộc dòng zoom thấp thôi, tuy nói là zoom thấp nhưng thực chất nếu là để bật zoom iZoom 5760X, zoom Dynato zoom 60X của nó lên thì chắc chắn vẫn xa hơn của Sony, mà chất lượng thì cao cấp hơn của Sony nhiều. Đó, ví dụ như là Tùng so sánh với con Sony 60X này, thì con Panasonic mà Tùng hứa hẹn là video sau Tùng sẽ lên cho mọi người trải nghiệm, chắc chắn là sẽ xa hơn con này, và chất lượng hình ảnh rất tốt, góc rất rộng mọi người nhé. Đó, và Tùng xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong các video tiếp theo. Nhớ đăng ký ủng hộ Tùng mọi người nhé. Tùng cảm ơn rất nhiều.